khủng á Nút ơi. Nút, thằng khủng á Nút ơi. Thằng khủng. Cá lóc nó đi gì đây mà không ai đi ngang thấy hết trơn kìa. Ê ơi. Ngang ơi. Chết hay gì vậy? Sao nó còn sống? Còn sống. Cá lóc. Bữa nay cậu Tư ngồi lụm cá. Cá mà không đi kẹt. Dạ con xin mến chào ông bà cô chú với các anh chị đang xem kênh Nhỏ Miền Tây. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay cuộc hành trình của gia đình tiếp tục săn bắt như thường lệ cả nhà ơi, mời cả nhà cùng đi. Dạ ok. Tốt không bà cậu. Cậu ơi. Nó tốt thì đấy ông cậu cho con bắt chúng bánh à. Em đầu tiên ở đây không có nước rửa rồi cả nhà. Có em này. Ê. Một cá lóc. Ê. Ê. Cậu. Hay gì ta thọt vô nghe cái gạo cua mà cua cá lóc thế này cả nhà chiều trời thấy dạng sự khởi đầu nang nha cậu đầu nang thọt cua mà được cá lóc nữa đó nha anh bếp. Nó mà giỡn mày chạy nó đi. Càng kình luôn. Lặn ra luôn, lặn ra luôn. Đi vòng theo cua ấy. Mày nó, mày giỡn mày chạy nó đi. Cứ bích đùng lại là thấy lụm hả cậu? Ừ. Giỡn mày chạy nó đi. Rồi. Làm biết không? Đây là chú. Đi ngang thấy hết trơn kìa. Ê ơi. Chết hay gì vậy? Sao nó còn sống? Còn sống. Nó còn sống à. Nó còn sống. Nhà nó qua ngoe cô Tư mới thấy à. Hay quá cậu ơi. Ê. Cái lóc này hết thời. Thời nó tới rồi cả không kể. Đây cắt lúa nên nước nó khô ra nha. Thời tới cả không kể. Nè, thấy luôn. Con cũng thấy luôn. Tới thời tới cả không kịp. Lặng hết rồi. Hết đi càng. Cô này càng to to mà cá to to nữa. Mới vô thấy hên hả cậu? Hên.
tới càng kịp thiệt, tới càng kịp. Lúc nào nằm lê cho nó đó. Mà đi nghe không thấy luôn trời. Không thấy. Tới càng kịp nè. Nè. Tới nè. Tàu dùng. Lóc bự nữa. Được nữa ha. Nè. Ôi. Quá rồi. Tới càng không kịp. Rồi lâu bên này đi. Thấy cái hang kẹo sao. Còn bụi nữa. Đào đào thêm luôn. Cậu ơi, khoét trên đây cậu ơi. Hết đi, còn lên trên này luôn rồi, nó rút lên cái hang bự. Con Trang nó cái đùi ra. Thì có cá chê nó hay gì á. Trời ơi, cái mũi cá lóc nó mập. Từ từ đổi vô luôn cậu. Ở đâu không có chạy khỏi. Vô đây rồi. Cá ngô nữa. Lên trên đó đó cậu ơi. Quá quyết đi ăn là không có chạy khỏi. Con gì đó con nấy đi. Cái đường mua cá lóc nè. Hên luôn rồi đó. Có chịch đâu nó. Ngon đấy. Nó cái gồ con chảng chảng nè. Vô bự thêm mà. Cái giòn mà. Nó chẳng đây nè thôi. Nó qua bên cái hang bự đó đó. Cái gì vậy nè? Cá lóc. Cá chê. Chạy ơi, qua đó rồi qua bên này nó cậu ơi đã. Cái gồ. Ủa thả lại đi. Nó gom luôn. Hồi nãy biết chị đem cái giá sách theo. Đầu ngày mình theo mình nấu cơm rồi đọc mình dứt luôn hả? Thôi. Làm về nhà đi. Cái bự để nó chạy vô ủ lắm. Cái nhà ủ. Cái nhà. Cái đâu mà kẹo thơm dữ vậy nè. Lấy tặng nha. Không, cậu đọc đó đi. Mình hãy ghi nữa. Học quá học. Quá trời. Cái tôi bành bành không em còn ngủ vô ngủ xíu nè cậu ơi chết thêm chết chưa chết hai ngày cho ông cha thọt ở đây cậu đạo đây con đang lỗ nữa đi cho ông cha thọt bên đó đây cậu đạo con đang lỗ nữa nghe tôi móc nghe đi bên đây nữa tới đây luôn à. Cái tay xa xa ra. Làm gì đây nữa. Ra đây. Cái chè con ơi. Rồi qua con à. Đây cái chè nó xíu rồi. Dạ. Ôi ôi chè bự. Tôi hết rồi người đã xa tôi. Lâu cặp hông hết. Đeo cái bàn tay vô đi. Cô còn pha mà cô kia nè. Cô đi chạy qua cha kìa nó. Nó chơi nhỏ bắt liền ra ngoài đi. Rồi hàng vô rồi. Đó chạy qua nữa kìa. Thơm, cậu thơm. Chạy qua đó nữa rồi đó. Đó. Cái gì vậy? Cái tay hay vậy? Quá rồi, cái gì vậy? Cái hàng nó quẹo lên đây mấy cái chơi nhiều đây nè. Đây nè, con bọc qua. Chưa 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 để bắt cái đã. Nè. Vô Úc. Trúng cái chê mà. Từ 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 từ. Mua xả hết. Cặp mà đồng một cái thì cũng dài. Qua bên đó. Từ từ nó đó nó đang xuống đó. Rồi qua bên đó rồi. Không, không nó lên đây. Trên đây. Nó lên nữa rồi. Còn cái nắm con mú. Tiền xả một cái là quýt giả chặn. Thả cái nó xuống dưới lệnh dưới đi. Nó chảy thôi đưa cho mình. Vẫn chứ có cá được rồi hả? Thích cái gì? Đừng đút cái tay lên đây nha. Nó qua đây nữa. Qua đâu? Không, đâu chỉ lại à? Bên đây không có. Nó vô cái gì? Có cá gô nè. Gô bự không mà. Hèn ơi. Gô bành kia. Cái gì mà cá chê đuôi lừ hết trơn vậy nè. Thôi. Nắp tôi bự với cậu nhỏ mình thả lại. Này. Đi chưa? Vô nó còn sâu lắm. Cái này mà kho sẽ hết. Cái chân giọt. Cái thì thôi xong rồi.
sợi cá tre kìa, cái gô hả? Gô bự không hả? Đâu có con nào được cậu thả nha. Hút lên đây nè, từ từ. Hút ra từ từ mới được. Nó sạch cái trơn này. Cái này bắt cái chơi này đem về trong hầm nhà thả đi. Thôi anh ơi chết. Thiền ơi. Đi làm này thì cũng hên xui thôi cả nhà ơi. Hên là trúng cà thơm vậy đó. Hên ngồi lụm cá gì đó phải không cậu? Ngồi lụm cá gì rồi hên nè. Không được rồi, khoét lỗ đây nữa cậu ơi. Đâu, chỉ của ba. Chỉ của ba qua móc cho. Ui, cái gà tới đây còn. Lâu mà. Chết chê. Chê. Bánh chê. Ô vậy. Chơi bỏ vô, bỏ vô. Cái gô của kẻ. Đó, đó, dậu rồi đó. Từ từ, từ từ. Cái chê nữa nè. Bữa nay cậu Tư ngồi lụm cá. Lụm cá rồi, không thiệt. Cá chê trên đó đó cha. Hai mẹ qua đây nè. Đâu vậy? Hàng cá đó mấy cái còn rồi với mấy con cá bắt xong cả nhà. Rồi đục túi cá bành cây luôn. Để sẽ di chuyển. Lết đi lên trên khô nè. Đây là nguyên hồ sen này cả nhà. Sen này là lấy gương á, nên là nó cao với nhiều bông. Nhiều bông thì nó ra nhiều gương. Ở đây cắt lúa rồi, đây là rất là nước nó khô á, nên là mới cho con bắt cá trúng. Chỗ nào còn nước xem xét là cá nó gom dưới đó nhiều luôn. Có gì bự như vậy? Mẹ ơi, tính con ếch vừa vừa thôi. Ai đâu mà nghĩ con ếch khủng như vậy? Hết, việc con ếch. Hết hả? Con ếch nữa cha. Để không cha? Hả? Để con để bên đó đi. Để con cá. Cá đi chơi. Trời ơi, tính con ếch vừa vừa hả? Bự như vậy? Không, dễ ăn dữ vậy bạn. Cùi với cá đẩy gì nha. Ôi giời. Thằng khủng á Núc ơi. Núc, thằng khủng á Núc ơi. Từ 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 từ. Thằng khủng. Hả? Thằng khủng nữa. Thằng khủng á Núc ơi. Ít bự chơi. Ôi giời. Thằng khủng á Núc ơi. Nặng không?
Đó cũng cỡ đó đó cha. Tiêu một tờ tiền. Nó nói rồi mà bữa nào mà đi trúng là trúng cầu 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 thơm không à, nó giới thiệu nó mướt luôn. Chưa có bắt được cá lại da rồi. Trung cái chỗ trung cái dít cũ. Nói cái con bự kìa. Đếm thử cái chậm tay cái chê. Nhìn cái ông bọng thấy nghi nghi gì thấy không cậu? Còn đây nó nữa kìa. Còn cái đuôi kìa, nắm cái đuôi nữa kìa. Cái con bự nó phải tay, cái con nhỏ nó bỏ xuống kinh. Lên luôn hay vậy? Chơi cái nhánh. Ồ, cái chơi này chậm ngang. Ở còn nữa không? Còn nữa. Nhìn thấy còn nó thấy gì kìa? Còn. Nghe đây. Còn. Sợ một cái nữa. Cua nè, cua tên. Có con cua trống nữa. Có con cua bắt ra nè. Cua nhỏ đó. Rồi. Kìa, cá trên nó lên đó kìa. Nhỏ quá. Có cái hang nổ lộn qua đây không ta? Kìa, còn thấy tượng quê cái hang bên đây nè. Còn cá chê không? Có cá chê đó. Ốc ốc tao biết rồi đó. Đâu chê nhỏ. Bắt luôn đi. Giờ nó mới sống tao bỏ hầm tao. Rồi. Còn có hang lên hay gì nè? Hầm luôn. Đây nè, ở đó đó. Hầm luôn. Rồi, lắp lại. Mày biết lắp chê. Kìa hai hang đắng kìa. Lăn lư lăn lư. Chơi nhỏ thôi. Nó tìm nó hang luôn rồi. Khủng nó ơi. Cái con hạo cũng như con lấy vậy. Khủng nó ơi. Hàng hẹt ơi. Khủng nó ơi. Anh đốc đây. Khủng nó ơi. Phải không? Nó móc dính con móc là hết. Hàng ơi. Đó đó. Bị thương rồi không có quay lại được. Quay ơi. Đó đó. Đó. Con nào vậy con nấy à, xéo vô nó cậu ơi. Ta bắt cậu ôi bữa nay quá đã. Thằng khủng của ba. Khủng của ba. Bắt em nào. Cái này bắt em nào như vậy. Hả?
Ừ. Mình cài coi. Hồi sớm giờ mình chưa tới. Vô không vậy? Có giờ đó. Thằng khủng nữa. Khủng nữa. Thằng khủng nữa. Đây rồi, hết biết gánh bự. Này tơi mấy nha. Cái đầu ra con thấy được. Ôi dữ. Nữa rồi. Nữa rồi. Tụi tư cầm hết bằng hết kêu không nổi luôn. Cầm quá cầm. Vì chết hỏi mày con hai con hết nó nằm rồi tao chụp mà nó còn nhảy tao bắt không không dính. Giọt cái tay hết cho nó chắc ăn nữa rồi. Lên nè, lên nè. Gồng, 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 gồng. Đứng lại nè. Thủng nè, thủng nè. Thằng ơi. Thằng bỏ mày thả ra, búp cho lên. Ở đây phóng nó cũng đâu chạy đâu được. Thấy lên ruộng quá, thấy đây cái. Chậu, 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 chậu. Thôi, chấp. Ê, lầu ra chứ. Lầu ra. Cô hết này chắc cỡ gần 300 gram à. Thả mà nội. Ê, cái thả mà tôi đứng từ không? Thả mà cô Tư đứng gì vậy dòm. Nó nhảy gì nó mặt. Cô hết này tôi đó bắt cặp bắt chứ chắc sướng tay chứ. Sướng rồi nè. Kêu cứu tôi, cứu tôi. Kêu mở cồn cho nhài. Nó chỉ còn mấy cậu cháu di chuyển để cho thằng có nước để bắt cua thôi nè. Bắt thêm mớ cua nữa. Kẹp được hai cạn hai ngón luôn rồi. Ôi da, ui, lủng luôn tàn. Dở lên. Hết thương con cua rồi. Cậu mất được là nó xui hả cậu? Nó xui. Cô già không?
giờ này chưa nắng rồi cả nhà, mấy con mấy cậu cháu nghỉ đi bắt cá, nghỉ đi bắt cua rồi, giờ sẽ đi về nhà. Số cá hôm nay mấy con mấy cậu cháu bắt được này cả nhà. Hết quá ớt luôn á, bự bự không, nãy giờ chị bắt nổi những cái lâu khác rồi. Hôm nay bắt còn ớt bự không á chị, cá rô cũng bự bự không, cá lóc. Cá lóc, lóc bự bự không à. Mà hôm nay éo le lắm cả nhà, hôm nay dự định là ăn bún cua cả nhà, mà bắt được cá quá tràn luôn nè. Ớt thì ớt khủng không mà anh này cỡ hơn ký em ơi, nhiều lắm. Nhiều lắm á chị, ớt bự bự không đó. Ớt này có một số con họ phải mần liền, còn trong đây ba con nữa. Cua thì ít cả nhà, được mớ à. Cua già không à. Này hồi mấy chị em đâm ra, xay ra. Mình nghe em ba nói ít á, nên là mẹ có mua thêm mớ nữa cả nhà. Để bữa nay mình sẽ làm món bún cua, bún riêu cua đồng lâu rồi cũng không có ăn. Còn cá này con nào chết á thì mình mần khô, còn con nào sống thì mình gọng lại. Ớt thì cũng có mấy con phải mần liền này. Hôm nay cái rô cũng bự bự không này cả nhà, cái ham luôn á. Cái rô này kho bầu, kho củ cải trắng thì cũng ngon chưa. Đó, rửa sạch. Mấy con cá lóc về giờ này nó bị ép hết em. Nè, không có con nào còn nguyên hết nên sẽ mần khô luôn. Dạ thì cái số cua mấy chị em cũng mặn xong rồi nè cả nhà. Hôm nay mấy chị em nấu bún cua thì mình có huyết với giùm heo, đậu hũ, củ sắn. Bên đây là ít rau. Rồi xin mời ông bà cô chú các anh chị cùng nấu bún cua với mấy chị em luôn. Cua nè cả nhà. Hôm nay tuy ít cua nhưng mà cua già không à, nên mấy chị em lượt ra cũng đặt thịt không nè. Rất là ngon luôn. Ở nhà đó thì Trăng với mẹ chuẩn bị sẵn nguyên liệu hết trơn rồi. Bây giờ mình chỉ nấu nước cua lên nữa là mình thưởng thức được rồi. Tôi muốn bào sẵn luôn. Dầu nóng mà em cho tỏi vô thử ra cua à. Rồi tỏi vàng thơm em cho cua vô. Mấy chị em nấu bún riêu là hồi mình vớt cái cua nó nổi lên mặt cái nhà, thịt cua ra. Là mình lấy phần cua đó chứ không có trộn với thịt nữa cả nhà. Ăn cua nguyên chắc. Rồi em nêm luôn cho nó thấm, em cho đường. Với bột ngọt. Hồi nãy xay cua chị hai có cho muối à nên em không cho. Nêm trước vậy đó cả nhà, hồi thịt cua nó vừa ăn luôn, ngon. Bữa nay nấu bún cua mấy chị em có chuẩn bị thêm khô mực nữa nè cả nhà, thêm một ít khô mực đó cho nó ngọt nước, nó thơm nữa. Cua nấu nãy giờ nó sôi lên nè cả nhà, thịt cua nó nổi lên nè. Ngon quá luôn, thịt cua này mấy chị em sẽ vớt ra dằn cho nó dẻ. Dạ. Này em vớt cua ra cái rổ này dạ. Tiền rồi hay. Cô biết cô biết. Tiền là không hay. Không có ăn mình tay luôn. Ăn mình tay nổi đúng đúng đúng. Nó rồi thôi đi. Nhiều thịt nha. Yeah.
cây tội nghiệp quá thì mình phải làm cái thường hộ tiền. Hết cái cua thịt. Cua này mình bắt ít nhưng mà nó chị xay cho chị thấy nó đặc lắm em, thịt đó. Rồi cua em cũng vớt ra cho mẹ em cho dụng heo vô. Dụng heo này đã chần qua nước sôi đó cả nhà. Cho nó sáng như luôn. Mẹ nghe rồi. Cái bằng dụng heo nó cũng gần mềm mà em cho huyết vô. Rồi giờ tập củ vô chân luộc. Đúng kêu cua thì mấy chị em cũng nấu theo khẩu vị với sở thích của gia đình đó cả nhà. À, cha thì thích tàu hũ nhưng cha cũng ăn dùm heo nên là mua thêm tàu hũ để vô. Rồi là bún cua của em cũng chín rồi, em cho cái phần gạch cua vô. Cua này mình thử với hạnh nha nha. Đó, cho vô cho nó có màu. Cho cua vô luôn. Cho cua vô cho nó thấm cả nha. Tại vì huyết thì cũng luộc xong chín rồi, dụm heo nãy giờ nấu cũng lâu cũng mềm rồi. Đang đói bụng. Mình ăn ngay giờ đói không em, bởi vì món nào cũng ngon á. Chị ba nấu là mẹ súp bún cũng ấy rồi, giờ em sẽ cho rau vô. Hôm nay bán 5 tô đặc biệt nhúc. Dạ. Này chắc ai cũng đói bụng hết rồi. Đúng rồi. Duyên anh hai hôm nay ăn mì. Có cầu muống này cả nhà, bắp chuối, người giá, bông điên điển. Mày nhớ người chị ơi, nhớ người em. Ăn bún này á cả nhà, có rau muống nhiều ngon. Bún cua giờ này chín hết rồi nè cả nhà. Mấy chị em chuẩn bị trụng bún. Cục cua là uy tín liền. Rồi nước nó sôi nè. Để bắt đầu trụng bún.
Con này nóng vậy. Giống nó đi em. Rồi đặc biệt luôn, tô mì đặc biệt. Ốc quay, ốc quay. Thơm lắm luôn cả nhà. Hồi nhỏ còn ở dưới ngoại, Trang còn nhớ là đi ăn tô bún cua là có cua rồi có mực nữa, củ sắn và y gan gì luôn nè. Cái là không có tàu hũ với giò heo thôi. Giờ mình thích ăn giò heo nên là để thêm nữa cả nhà. Út ăn dùm heo luôn em. Nhưng đặc biệt Út ăn ít cua cả nhà. Nè, bún riêu mấy chị em trụng hoàn thành hết rồi nè cả nhà. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Buổi trưa đang đói mà có tô bún riêu này rất là chất lượng. Rồi con xin mời cha với cậu dùng bún. Xin mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà ăn bún riêu cua với anh em cho con. Máy nó hơi nhựa băng cái gì. Muỗng ơi. Cho cha cái muỗng kìa. Muỗng. Có muỗng. Cầm cho máy cho nhập cái bún này. Cái quậy sao. Chanh ớt cho anh. Dầu thả đây. Mắm guốc chanh ớt đó nha. Bún cua có mắm guốc ngon. Tô này theo như bán ở ngoài là cỡ nhiêu? 70 ngàn. Rồi mời cả nhà không nha. Ngon mà. Em ngọt. Bữa nay bắt cá với ớt
có chúng mình từ mà cô hơi thấp thu ha, không được nhiều ha. Dạ mà cái nhà nha. Còn hơi buồn chút thiếu. Gia đình mình nói vậy đó, thôi đi bắt cua thì nó không có cua, mà đi bắt cá cua nhóc kìa. Dạ xin mời ở nhà. Đôi bụng mà ăn bún còn gì bằng anh Tư. Quá lòng gì mà còn gặp con bún mà em mất mặt hết bao nhiêu phần trăm. Ăn chiều có cơm 2 giờ. Cái này á, theo mình nêm gì á, mình đường rồi nồi sau nó cũng mới gan gì nó mới chuẩn chứ, còn mà mình nêm mấy nồi sau nó đâu có đúng đâu ha. Thấy không? Thả nấu cũng vậy. Thả nó nấu thì nêm cũng lượng. Rồi mình làm có chất cá, chất ớt, chất cà, vịt, chất ngọt nhiều thì mình giảm cái lượng, lượng bột ngọt lại. Còn mà ăn nhất là đầu tôm, tôm làm đường bột ngọt nhiều lắm. Ai cũng giật hết rồi anh nhau thấy chưa giật ta. Hai tụi mày hiếp lắm. Nãy tới mình đi đồng về, mình ăn thì mình phải chia cái tầm ký vô rồi. Úc tiên ăn không hết để dành chiều làm Tết. Cần cái lô của nó công bằng ăn nó mới bị chịu mỏi, nó đất chút mới được. Ừ, có mực đó em. Có, hôm nay có mực đó anh. Là con mực nó nè, vô bạc. Vị nước nó ngọt là phải rồi. Dạ, thơm.
đi làm anh giật giải trước rồi. Bắt giật trước rồi. Cha tao nữa không cha? Thôi. Được 500 ngàn nghỉ. Phải không? Ừ, nhất. Có hiện tượng mồ hôi ra chân thương nữa.